bài học số 19. Trong bài học số 19, chúng ta sẽ cùng nhau làm món tam vị trà kem cheese. Để làm được tam vị trà kem cheese, các bạn cần nguyên liệu và dụng cụ sau. Với nguyên liệu, các bạn cần 3 loại trà, tam vị cũng như 3 loại trà. Nên trà bao gồm trà ô long, trà Earl Grey và trà đào. Các bạn có sốt caramel, siêu đường, kem cheese, trân châu. Trường hợp này các bạn dùng trân châu giòn. Các bạn có thể đổ trân châu giòn và trân châu đen cũng được. Nhưng mà tôi khuyên các bạn nên dùng trân châu giòn. Đá sạch. Về dụng cụ các bạn cần bình lắc, dụng cụ ủ trà, dích đong và một số thìa muôi thủ. Sau khi bạn có được dụng cụ và nguyên liệu rồi, chúng ta tiến hành qua 5 bước thao tác. Bước đầu tiên, các bạn ủ trà với trà tép. Các bạn lưu ý nhé, hôm nay chúng ta dùng, lần này chúng ta dùng trà tép. Các bạn lưu ý nhé, cái phần trà này các bạn nên dùng trà tép, trà vị hoa quả, trà tép. Về phần ủ trà, các bạn đun sôi nước, để nước về nhiệt độ là 85 độ. Các bạn nhúng trà. Các bạn đừng để nhiệt độ 100 độ sôi, vì nếu để 100 độ trà sẽ bị đắng và sẽ bị gắt. Sau khi bạn ủ trà xong, chúng ta loại bỏ tép trà và lần lượt các bạn cho sốt caramel, đường nước vào và khuấy đều. Sau khi các bạn cho đường nước, sốt caramel vào khuấy đều, các bạn làm nguội trà bằng cách là cho đá vào, khuấy cho tan đá. Các bạn chuyển sang bình lắc, lắc thật mạnh và chúng ta chút ra cốc. Các bạn lưu ý đối với bình lắc to, các bạn cho toàn bộ đá vào trong bình lắc thật mạnh. Còn đối với bình lắc có dung tích nhỏ, các bạn lắc và cốc sẽ không đủ. Trong trường hợp các bạn sử dụng cốc to là cốc 700 lít. Còn nếu bạn sử dụng cốc 500 lít thì bình lắc sẽ vừa. Ở trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng một cốc là có dung tích là 700 lít. Cho nên ngoài việc lắc các bạn chút ra cốc thì cốc đó các bạn phải cho thêm một chút đá vào trong. Sau cuối cùng các bạn sẽ làm đầy bằng kem cheese. Kem cheese các bạn đổ đầy lên trên, đóng nắp, cắm hút và chúng ta phục khách. Đó là các bước tôi hướng dẫn các bạn qua phần lý thuyết. Và sau đây chúng ta sẽ làm trực tiếp từng bước một. Và bước đầu tiên là bước chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Các bạn chuẩn bị đầy đủ trên bề mặt pha chế. Chúng ta tiến hành bước thứ hai, đó là bước ủ trà. Các bạn cùng bắt đầu. Trong quá trình lấy bã trà, các bạn lưu ý tránh trường hợp để cho túi nó bị thủng hoặc bị rách. Sau thời gian ủ từ 3 đến 5 phút, các bạn kẹp bã trà. Sau khi chúng ta đã lấy bã trà ra khỏi cốt trà, các bạn chuyển sang dụng cụ bình lắc. Lúc này các bạn cho đường nước và sốt caramel. Các bạn cần trộn đều trước khi làm nguội bằng đá. Các bạn lưu ý chúng ta cần làm nguội trà trước khi lắc và lắc thật mạnh. Trước khi chút trà ra đi, các bạn cần cho trân châu giòn và đá vào trong.
Cuối cùng là các bạn làm đầy bằng kem cheese. Tôi và các bạn vừa trải qua 5 bước thao tác để làm ra loại trà tam vị trà kem cheese. Trong quá trình làm tam vị trà kem cheese, các bạn chỉ cần lưu ý đó là chúng ta dùng trà tép. Và trà tép thì các bạn thường không nên ủ ở nước sôi quá. Chúng ta ủ ở nước sôi 100 độ hoặc là nước nóng quá, lúc đấy trà sẽ có vị rất là chát. Vậy tôi khuyến cáo các bạn chỉ nên sử dụng để ủ trà ở nhiệt độ nước là 85 độ C. Các bạn có thể lấy nhiệt kế để đo làm sao cái độ nước là chuẩn nhất. Trong quá trình làm trà này, đặc biệt là hương vị của trà này được kết hợp giữa trà ô long, trà Earl Grey và trà đào, hương vị rất là mạnh nên tạo ra một cái vị trà rất là đặc trưng, kết hợp với cả kem cheese có một chút mặn mặn. Đây là một loại trà uống thực sự là rất là mạnh và có thể nói là phù hợp với những người yêu thích trà và có một cái vị yêu thích cái vị đậm vị mặn của trà. Chúc bạn thành công.